Tiếp tục các thông tin liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024, quyết định ngừng chiến dịch tranh cử của cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã đánh dấu màn tái đấu giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong tháng 11 tới đây. Và trong ngày hôm qua, theo giờ Mỹ, hai ứng cử viên này đã đánh dấu màn tái đấu sớm khi cùng tổ chức vận động tranh cử tại bang chiến trường Georgia. Hoạt động này diễn ra chỉ vài ngày sau ngày siêu thứ ba, với chiến thắng gần như tuyệt đối thuộc về hai ứng cử viên hàng đầu của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Ông ấy là mối đe dọa với nền dân chủ. Tôi sẽ nói với các bạn điều này. Chính phủ Mỹ được vũ khí hóa, FBI được vũ khí hóa, Bộ Tư pháp cũng vậy. Ông ấy là mối đe dọa với nền dân chủ vì lý do khác nữa. Thứ nhất, ông ấy hoàn toàn bất tài. Joe Biden đã có một thông điệp mang tính đảng phái và cực đoan nhất mà một tổng thống từng đọc. Vẫn như mọi khi, cựu tổng thống Donald Trump, ứng viên của Đảng Cộng Hòa, bước ra trong sự hô hào và ủng hộ của các cử tri tại bang Georgia. Ngoài việc nhấn mạnh vào những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ tổng thống của mình trước đây, ông cũng liên tục công kích đối thủ của mình trong vấn đề nhập cư, thậm chí còn chế giễu ông Biden khi liên tục giả vờ bị vấp lời. 16 ngày trước, Lincoln Riley ra ngoài chạy bộ và không bao giờ quay lại. Đó là do một tên tội phạm nhập cư bất hợp pháp mà Joe Biden đã cho vào nước Mỹ. Ông ấy đã cho phép hàng chục nghìn người như vậy vào nước Mỹ. Biden đã thực hiện chính sách mà những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ sẽ được miễn trục xuất. Đó là lúc tên quái vật này xuất hiện ở biên giới chúng ta. Hắn ta không nên ở đây và sẽ không bao giờ có chuyện đó nếu dưới sự lãnh đạo của Donald Trump. Biden nên xin lỗi vì đã nhận lỗi với kẻ sát nhân. Ông ta không có sự đồng cảm, không có lòng trắc ẩn. Nếu như ông Trump chọn Rome, một thành trì của Đảng Cộng Hòa, là địa điểm tổ chức cuộc vận động tranh cử, thì đương kim Tổng thống Joe Biden lại chọn Atlanta, cách không xa nhà tù quận Fulton, nơi ông Trump bị khởi tố vào mùa hè năm 2023 với cáo buộc can thiệp bầu cử. Tại đây, ông Biden cũng nhắm vào cựu Tổng thống Trump trong bài phát biểu trước đó, nhấn mạnh rằng ông Trump đang thu hút những kẻ độc tài trên thế giới. Chúng ta có thể biết được nhiều điều về một người nếu nhìn vào những ai đang đồng hành với anh ta. Ông Trump đang cố gắng giành được sự ủng hộ của những kẻ độc tài trên thế giới. Donald Trump và Đảng Cộng Hòa đang cố gắng tước đoạt các quyền tự do của chúng ta. Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất, cựu Tổng thống Donald Trump dẫn trước đương kim Tổng thống Joe Biden tại 7 bang chiến địa, bao gồm Arizona, Georgia, Pennsylvania, Michigan, North Carolina, Nevada và Wisconsin. Tôi luôn quan tâm đến ông Trump, ngay cả trước khi ông ấy bước vào chính trường. Tôi thích cách ông ấy xây dựng doanh nghiệp và tính cách của ông ấy. Tôi rất vui vì ông ấy tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Ông ấy là người phù hợp nhất cho công việc này. Mỹ đã có vị thế tốt hơn nhiều khi ông ấy là Tổng thống. Theo các nhà phân tích, Georgia đã trở thành điểm dừng chân lớn đầu tiên sau thông điệp liên bang, nơi Tổng thống đương nhiệm đang bắt đầu lại chiến dịch tranh cử của mình và là nơi ông Trump đang cố gắng lấy lại động lực. Hơn nữa, màn tái đấu sớm giữa hai ứng cử viên Tổng thống hàng đầu tại bang chiến trường Georgia sẽ mở ra cơ hội sớm cho các chiến lược cạnh tranh nhằm thu hút thêm nhiều cử tri hơn. Vào ngày 9 tháng 6 tới, thì cuộc bầu cử châu Âu sẽ diễn ra ở tất cả 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu-EU. Trong ngày 9 tháng 3, theo giờ địa phương, Đảng Phục Hưng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khởi động chiến dịch bầu cử châu Âu với khẩu hiệu bảo vệ một châu Âu tiến bộ và quyền lực. Đảng Phục Hưng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chọn ra danh sách ứng cử viên trong cuộc bầu cử châu Âu sắp tới. Đứng đầu là bà Valérie Hayer, 37 tuổi. Sự lựa chọn mà chúng ta sẽ phải đưa ra vào ngày 9 tháng 6 tới có thể tóm gọn trong một câu hỏi. Chúng ta có muốn tiếp tục xây dựng châu Âu hay không? Nói cách khác, liệu nước Pháp có muốn rời khỏi châu Âu không? Câu trả lời của chúng ta rất rõ ràng, minh bạch và thẳng thắn. Chúng ta vẫn tin vào châu Âu. Không, chúng ta không muốn rời châu Âu. Mọi người hãy chờ đón những người sẽ khiến chúng ta tự hào, người sẽ mang lá cờ của chúng ta trong chiến dịch này, bà Valérie Hayer. Trong chiến dịch này, chúng ta là những người bảo vệ châu Âu. Chúng ta cần châu Âu, đừng để châu Âu rơi vào tay những kẻ muốn tiêu diệt nó. Theo kết quả thăm dò trước đây, Đảng Tập hợp Quốc gia theo đường lối cực hữu đang vượt xa các đối thủ chính trị còn lại với 28,5% số phiếu ủng hộ,
hơn 10 điểm so với đảng xếp thứ hai là Liên minh Trung sức bao gồm các đảng Trung dung, Chân trời mới và Phục hưng của Tổng thống Emmanuel Macron. Kết quả thăm dò cũng cho thấy Đảng Tập hợp Quốc gia dẫn đầu nhờ lượng cử tri truyền thống ủng hộ chính trị gia cực hữu Marine Le Pen. Các cử tri từng không đi bầu tại cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2022, cũng như một số lượng lớn cử tri của Đảng Tái chinh phục theo đường lối dân túy. Các chủ đề được cử tri Pháp ưu tiên hàng đầu cuộc bầu cử Quốc hội châu Âu vào tháng 6 tới lần lượt là sức mua, y tế, an ninh, nhập cư và môi trường. Theo các nhà phân tích, Đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia đang có cơ hội tái lập lại thành tích đã đạt được tại cuộc bầu cử Quốc hội châu Âu năm 2019. Thưa quý vị, tâm điểm chú ý của những người yêu điện ảnh lúc này chính là kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood, nơi sẽ diễn ra lễ trao giải Oscar 2024 vào sáng ngày 11 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Và cho tới lúc này, mọi công tác chuẩn bị về cơ bản đã được hoàn tất, chờ đón những cái tên sẽ được vinh danh tại lễ trao giải thưởng danh giá bậc nhất của bộ môn nghệ thuật thứ 7. Các công tác chuẩn bị cho sân khấu lớn của lễ trao giải Oscar lần thứ 96 đã được đội ngũ giải thưởng Viện Hàn Lâm Điện ảnh Mỹ triển khai từ ngày 6 tháng 3. Trong 17 năm qua, quá trình sản xuất cho sự kiện này luôn mất tới một năm, quy tụ những nhân sự xuất sắc nhất, bao gồm các nhà sản xuất, đạo diễn, nghệ nhân sân khấu. Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời, không chỉ đối với những người tham dự, mà còn đối với những người sắp lên sân khấu nhận giải. Vì vậy, chúng tôi đã quay trở lại truyền thống của giải thưởng Viện Hàn Lâm, nhưng cũng tôn vinh thời điểm hiện tại. Chủ đề của thảm đỏ năm nay tập trung vào sự sang trọng và tôn vinh truyền thống của giải thưởng Viện Hàn Lâm với sự trở lại của thảm đỏ sau thử nghiệm thảm trắng vào năm ngoái. Truyền thông trên khắp thế giới đang đổ dồn về Hollywood. Tôi làm việc này không chỉ vì công việc mà còn vì tôi yêu thích điện ảnh, để biết những bộ phim hay nhất, những đạo diễn xuất sắc nhất, những diễn viên xuất sắc nhất. Tới đây hàng năm, với tôi đó là cơ hội để gặp gỡ những người mà tôi ngưỡng mộ. Đây là một trong những lễ trao giải có tiếng vang trên thế giới và tôi nghĩ đây là một đêm rất đặc biệt. Không chỉ thu hút sự chú ý của toàn thế giới về những câu chuyện và sự đổi mới không ngừng của điện ảnh thế giới, thảm đỏ Oscar còn là nơi để những vị khách tham dự tỏa sáng với các bộ trang phục đến từ nhiều nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới. Mỗi một mùa giải Oscar lại có một xu hướng thời trang về kiểu dáng và màu sắc riêng biệt. Xu hướng thời trang mà chúng tôi thấy trong năm 2024 này đó là chủ đề về mùa xuân, có rất nhiều thứ đẹp đẽ như hoa tử đinh hương, màu hồng Barbie vẫn còn nhưng đang bắt đầu giảm dần, còn các quý ông trong mùa năm nay sẽ rất lộng lẫy với nhiều màu sắc, những gam màu nhạt và đậm như đỏ, đỏ anh đào sẽ thực sự rất đẹp. Theo một số nhà quan sát trong giới thời trang, hình ảnh bồng bềnh của những bộ váy dạ hội sẽ là hình ảnh chủ đạo được mong chờ trên thảm đỏ năm nay. Chúng tôi luôn có quy tắc khi nói tới giải Oscar, chúng ta sẽ có những chiếc váy dạ hội truyền thống tiêu chuẩn, chúng ta cũng sẽ thấy rất nhiều chiếc váy dài, nhưng thành thật mà nói, chúng ta cũng sẽ thấy được rất nhiều bộ vest dành cho phụ nữ. Có một điều đáng chú ý của mùa giải Oscar 2024 là người dẫn chương trình Jimmy Kimmel sẽ trở lại với vai trò dẫn dắt lễ trao giải. Bên cạnh đó, 5 người chiến thắng giải Oscar trong quá khứ sẽ trở lại và lần lượt công bố những chủ nhân mới cho giải thưởng năm nay. Điều này khiến khán giả rất háo hức và tò mò về những người trao giải thưởng trong lễ trao giải. Có thể nói 2024 là một năm thú vị với điện ảnh khi được coi là năm kỷ lục đối với các nữ đạo diễn tại hạng mục phim hay nhất năm nay. Trước đó, lịch sử giải Oscar từng ghi nhận 19 bộ phim do nữ đạo diễn sản xuất, góp mặt tại hạng mục kể trên, nổi bật là các năm 2009, 2010, 2020 và 2021 với 2 đề cử. Oppenheimer tiếp tục thể hiện màn trình diễn ấn tượng khi dẫn đầu đề cử Oscar với 13 hạng mục, trong đó có phim hay nhất và đạo diễn xuất sắc nhất. Đạo diễn của Oppenheimer, ông Christopher Nolan đã bày tỏ cảm giác phấn khích sau khi chứng kiến bộ phim nhận được nhiều đề cử đến vậy. Tuy được cả thế giới công nhận là một trong những đạo diễn xuất sắc nhất mọi thời đại, nhưng nhà làm phim người Anh chưa từng thắng bất kỳ tượng vàng nào tại hạng mục phim hay nhất của Oscar. Oppenheimer dẫn đầu với 13 đề cử, Poor Things với 11 đề cử và Barbie với 8 đề cử. Chắc chắn sẽ còn một số bất ngờ, nhưng Oppenheimer đang dẫn đầu trên tất cả các hạng mục. Có vẻ như Nolan sẽ giành được giải Oscar đầu tiên cho đạo diễn xuất sắc nhất. Đó có thể là bất ngờ trong đêm trao giải này. Đó sẽ là đêm của Nolan. Với sự kết hợp của những ứng cử viên hàng đầu và các ứng viên bất ngờ, các đề cử cho giải Oscar năm nay đã tạo tiền đề cho một lễ trao giải vừa thú vị nhưng cũng vừa khó đoán định.
Đây là những yếu tố khiến giải thưởng điện ảnh cao quý năm nay đáng xem hơn bao giờ hết.